Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. À, quý vị biết đau lót là gì không? Tải xuống đó, đúng rồi đó. Khi mà chúng ta thích cái món gì đó, chúng ta bấm nút vô đau lót, tải xuống thì nó tải xuống. Amen. Mình hỏi người kia bên có biết cách tải xuống từ tiên đàn chưa? Tôi xin thưa với chúng ta rằng tất cả những gì chúng ta cần, quay người kế bên, chú ý nè, tất cả những gì chúng ta cần nó nằm trên trời nhưng mà ở trong Chúa Giêsu. Cho nên Chúa Giêsu mới nói rằng ngoài ta ra các con không làm được gì cả. Muốn có gì ở trong Chúa Giêsu. Phaolô nói trong Tiêu Thuê, ở trong Tê-sa-lô-ca nhất thích là một này, cái tin lành mà tôi truyền cho anh em không phải vừa phải vừa là không, nhưng chỉ toàn là phải mà ở trong Chúa Giêsu. À, quay qua người bên xa Chúa Giêsu, tải xuống không được. Nào, chúng ta phải hiểu vương quốc của Chúa là vương quốc của nguyên tắc. À, vương quốc của nguyên tắc, Đức Chúa Trời đấng rất là trật tự, Ngài là đấng lập luật, Ngài thiết lập luật, và Ngài đấng thi hành luật, Ngài phán xét dựa trên luật của Ngài. Do đó khi mà Ngài nói điều gì, chính Ngài cũng phải lệ thuộc trong luật của Ngài nữa. Mặc dù Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng, Ngài có thể làm được tất cả mọi sự, nhưng Ngài không làm bởi vì luật của Ngài. Cho nên khi mà Chúa nói với Adam là một mai ngươi ăn cái trái cây này ngươi sẽ chết á, thì ăn chết không? Chết. Mặc dù Chúa yêu họ, Chúa nói ta tha thứ cho con không chết. Ngài làm được điều này không? Ngài có thể làm được bởi vì này, Ngài đứng toàn năng, nhưng Ngài không làm bởi sao? Nghịch lại với luật của Ngài. Cho nên nhiều người chúng ta muốn xin Chúa ban phước cho con, ban cho con giàu có, nhưng mà cầu nguyện hoài, công bố kiêng ăn 40 ngày không thấy chuyện gì xảy ra hết. Bởi Chúa nói sao? Phần thưởng của người khiêm nhường và kính sợ Chúa là giàu có và tôn trọng và mạng sống. Chúa chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho người khiêm nhường. Ai chúng ta muốn được Chúa làm ơn? Khiêm nhường đi. Càng muốn được ơn thì càng khiêm nhường. Cho nên Chúa ơi, xin Ngài làm ơn sức dầu cho con mà kiêu ngạo. Quý vị có hiểu rằng khi chúng ta kiêu ngạo, ma quỷ không đánh chúng ta không? Tại chúng ta bạn của nó mà, cùng phe của nó mà, đó là kẻ kiêu ngạo mà. Nhưng ai đánh chúng ta? Chúa chống cự. Chúa chống cự kẻ kiêu ngạo. Nếu mà chúng ta vô mà chỗ mà trò chơi mà tham zone, chỗ mà chơi của mấy người mà thích chơi đó, có cái trò chơi mà những con thú lú đầu lên đó, đúng không? Rồi đánh xuống đó. Rồi chúng ta đánh xuống mà nếu mà đánh nhiều chừng nào, trúng nhiều chừng nào đó, chúng ta được điểm cao chừng đó. Ai biết trò chơi này không? Tôi thưa với chúng ta là Chúa đánh không hụt cái nào hết trơn á. Quay qua bên kiêu ngạo thử coi chuyện gì xảy ra. Cho nên Chúa là đấng lập luật và Ngài cũng xử trên luật, và chính Ngài cũng không thay đổi điều đó nữa. Và khi Chúa ra lệnh cho sự vâng phục thì Ngài, con của Ngài là Chúa Giêsu, cũng phải vâng phục. Chúa Giêsu nói rằng không theo ý con nhưng mà theo ý cha, mặc dù Ngài không muốn nhưng mà Ngài vâng phục. Nhiều người chúng ta được dấy lên, nhiều người chúng ta muốn được ơn, nhưng mà Chúa sử dụng chúng ta, nhưng mà không nghe phục. Cho nên hôm nay chúng ta muốn nói đến một cái điều, vương quốc của Chúa phải được xây dựng trong trật tự của Ngài. Amen. Quay qua người bên, vương quốc Chúa phải xây dựng theo cách của Chúa. Tôi hy vọng hôm nay tôi sẽ nói không va chạm một ai, nhưng mà tôi muốn cho chúng ta nhìn thấy những điều rất là quan trọng
Chúa Giêsu nói về hội thánh của Chúa là vương quốc của Chúa, các kẻ cả cửa âm phủ không thắng được hội thánh của Chúa. Có nghĩa là chúng ta thuộc hội thánh của Chúa, chúng ta là cái người chiến thắng. Và chúng ta sinh ra đã chiến thắng rồi. Sứ đồ Giăng nói rằng ai sinh ra từ Đức Chúa Trời thì đã chiến thắng thế gian, chứ không phải sẽ chiến thắng, đã chiến thắng thế gian. Đây là sự chiến thắng thuộc về chúng ta. Sự chiến thắng này dành cho ai? Những ai tin Đức Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời. Tại sao chúng ta chiến thắng? Bởi vì đấng ở trong chúng ta lớn hơn các thần ở trong thế gian. Cho nên khi mà chúng ta nhìn tất cả mọi sự xung quanh chúng ta trong ánh mắt của vương quốc Chúa đó, mà không nhìn theo cái thế gian đó, chúng ta sẽ chiến thắng. Còn nếu chúng ta nhìn trong ánh mắt của thế gian, nhìn thấy bệnh tật, nhìn thấy nghèo đói, nhìn thấy thiếu thốn, nhìn thấy mất việc làm, quý vị sẽ là người bị thất bại. Đó tại sao khi mà chúng ta tin nhận Chúa Giêsu làm Cứu Chúa đời sống mình đó, Chúa Giêsu nói trong Giăng đoạn 3 nói Nicodem thế này: nếu ngươi không sanh lại, ngươi sẽ không thấy được nước Đức Chúa Trời. Nếu ngươi không sanh lại, các ngươi sẽ không được vào nước Đức Chúa Trời. Cho nên sự tái sinh đưa chúng ta vào trong vương quốc của Chúa, và trong vương quốc này chúng ta phải thấy và phải sống, mặc dù chúng ta trên đất này nhưng mà chúng sống trong vương quốc của Chúa. Cho nên chúng ta chẳng xem điều gì mắt thấy, mà nhìn người khác không điều gì mắt thấy. Bởi vì khi chúng ta được Chúa Trời sinh ra thì cái số phận chúng ta đã thay đổi rồi. Chúng ta trở nên một con người khác. Rất đặc biệt là những ai ở trong đấng Christ thì nó được dựng nên mới. Những sự cũ ở đây này, mọi sự đều trở nên. Chúng ta được, sau khi tin Chúa, chúng ta là người được trở nên. Không cần biết chúng ta trước đây chúng ta như thế nào, nghiện ngập như thế nào, chúng ta trở nên. Trở nên giống Chúa. Cho nên làm những công việc mà người thường làm không được. Và bởi vì chúng ta được Đức Chúa Trời dựng nên, và Đức Chúa Trời là đấng siêu nhiên, phải không ạ? Ngài làm phép lạ một cách siêu nhiên, phép lạ đối với Ngài không có gì là lạ hết. Bởi vì đấng siêu nhiên, và chúng ta được Đức Chúa Trời sinh ra, chúng ta trở thành là người. Người gì? Siêu nhiên. Bởi vì Đức Chúa Trời muốn dùng những con người bình thường để làm những công việc siêu nhiên. Quay qua cửa bên, anh chị không phải là người bình thường đâu. À, anh chị là người siêu nhiên. À. Chúng ta khác với những người ở trong thế gian này. Những tôn giáo trong thế gian này khi mà thất tình họ đi tu, trốn tránh. Còn chúng ta giống như David, khi mà nan đề đến thì chúng ta làm gì? Chạy tới. Chạy tới những nan đề mình, chạy tới những khổng lồ của mình. Không còn núp nữa. Quay qua bên, chạy tới chứ không được núp. À. Và khi chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta phải lớn lên. Chúa Giêsu nói cái người nào mới sanh lại tự nhiên là em bé mới sinh. Paulo nói rằng đừng có bú sữa nữa. Dòng cái người kia bên có người nào cầm bình sữa không? Nhiều người tín đồ cầm bình sữa. Rồi Kinh Thánh cho chúng ta biết là chúng ta giống như là con trẻ. Episode 4 là chúng ta bị gió thổi đưa đây đi đó. Và Phaolô nói chúng ta đáng lẽ làm thầy từ lâu rồi. Quý vị biết không, tôi nhớ câu chuyện hồi nhỏ tôi thích câu chuyện Dấu Chân Trên Cát. Được cảm động lắm. Bởi vì cái hình ảnh là một người đi bộ trên bãi cát. Và khi đi bộ thấy hai cái cặp chân hay dấu chân, hai bộ chân đi hai bên. Và ông thấy rằng ông đi với Chúa và Chúa đi với ông. Một ngày kia ông nhìn thấy là chỉ còn có một đôi chân thôi. Và ông nhìn lại lúc mà ông chỉ có đôi chân ở trên cát đó. Ông mới hỏi Chúa: Chúa ơi, con để ý thấy là lúc mà chỉ có đôi chân ở trên cát thôi, là lúc đó con gặp khó khăn, con gặp hoạn nạn, con gặp những cái điều mà đau khổ. Vậy Chúa ở đâu vậy? Thì Chúa trả lời với người này rằng lúc đó là lúc ta bồng ẵm con. Amen nha. Để tôi biết cho bây giờ amen. Amen có nghĩa là gì? Ok.
Nhiều người cảm thấy được an ủi qua cái điều này. Nhưng mà câu hỏi tôi hỏi chúng ta ở đây, khi nào được bồng vậy? Khi nào quý vị được bồng vậy? Chỉ có con nít mới được bồng thôi. Và thứ ai biết khi nào bồng không? Già được bồng. Hết xài được rồi mới bồng. Và thứ ba, quý vị biết điều gì không? Người bệnh. Chúa không muốn Ngài sinh chúng ta ra để Ngài bồng chúng ta hoài. Chúa không muốn sinh chúng ta để rồi chúng ta bệnh, Ngài cũng bồng chúng ta. Ngài không muốn chúng ta sinh ra, một ngày mới sinh ra, ngày hôm sau già rồi. Và để Ngài bồng chúng ta. Ngài muốn luyện tập chúng ta để tay chúng ta dương nổi công đồng. Nói người kia bên sinh ra để dương nổi công đồng cho phải được bồng. Tôi xin thưa với chúng ta là thần học chúng ta được dạy có nhiều cái có vấn đề. Phải không ạ? Các mục sư xin nghe tôi nói đừng có an ủi con dân của Chúa nữa. Đến lúc họ té ngã, tự động đứng lên thì mục sư có bồng đâu. Tự động tìm kiếm Chúa cho mình. Và lý do mà tôi chia sẻ chúng ta ở tại đây là vương quốc của Chúa nó khác với cái lối sống của thế gian. Và chúng ta phải suy nghĩ theo kiểu vương quốc của Chúa, nước của Đức Chúa Trời, chứ không suy nghĩ theo cách của thế gian. Và cách của Đức Chúa Trời là gì? Cách của Đức Chúa Trời là Ngài có cơ nghiệp dành cho chúng ta. Cái bản cũ có dùng đó là gia tài. Một bản sau này thì dùng là cơ nghiệp. Đức Chúa Trời có cơ nghiệp dành cho chúng ta. Đó tại sao Phaolô nói trong Ephesos đoạn 1 là cầu xin Đức Chúa Trời mở mắt anh chị em để thấy được sự giàu có cơ nghiệp Đức Chúa Trời dành cho anh chị em ở trong Đấng Christ. Quyền năng siêu việt mà Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Giêsu sống lại ở trong anh em. Khiến cho anh em được ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Là vượt trên các tầng trời mà không có quyền lực nào có thể với tới. Trong nơi chúng ta ở trên trời này, chúng ta xuống đây tôi kìm ma quỷ, tôi nằm ở đây, tôi bị nằm đâu. Chúng ta được định để được ngồi với Đấng Christ ở các nơi trên cao trên trời. Và bởi vì Đức Chúa Trời có cơ nghiệp chúng ta, cho nên khi chúng ta bắt đầu tin Chúa, cầu nguyện Chúa đi nhà thờ, vân vân. Rồi bắn thời gian sau, Chúa phước hạnh của Chúa cho nhiều quá. Lo tìm kiếm cơ nghiệp dưới đất, đánh mất cơ nghiệp trên trời, dẫn đến phá sản. Dỗ dài cái bên phá sản thuộc linh, phá sản thuộc thể. Nghe kỹ tôi nói đây hôm nay tôi sẽ trình bày cho quý vị một số điều mà tôi cầu nguyện Chúa, bởi vì tôi tin rằng bởi Chúa muốn đưa chúng ta một cái chiều kích mới. Cho nên Ngài loại bỏ cái bình da cũ để Ngài có thể đổ rượu mới vào. Mà nếu như chúng ta còn ôm lấy bình da cũ, Chúa sẽ không đổ vào được. Đức Chúa Trời chúng ta mỗi ngày một mới luôn vì sự thành tín Chúa vốn là lớn, nhưng mà Ngài không đổ vào được bởi do cái bình da cũ quá. Ngài đổ vào thì nó hư. Ngài cũng không đổ vào bởi tâm trí chúng ta vẫn còn suy nghĩ cũ. Chúa muốn làm điều mới nhưng mà suy nghĩ cũ Chúa không làm điều mới được. Và Chúa muốn làm điều mới cho chúng ta mà cái miệng luôn nói chuyện cũ không à. Quý vị biết không, phước hạnh chúng ta sống chết chúng ta nơi đâu? Cái lưỡi. Ai yêu mến ăn bông trái của nó? Chúa nói, Nhật Cơ nói thế này á, từ nơi cái miệng của chúng ta không thể nào một bên ra dòng nước ngọt và một bên dòng thánh nước đắng. Không thể nào một bên là phước hạnh và một bên là sự rủa xả. Cho nên mà chúng ta mới vừa đi nhà thờ hát ô hallelujah còn mến nhiều ngày đó, xong về nhà chửi chồng. Cầu xin Chúa ban phước gia đình con. Chúa ban không? Không. Quay qua người cái bên đổi mới suy nghĩ đi. Đổi mới cái miệng đi. Nói cái này nữa nha. Làm ơn dán băng keo cái miệng cho tôi. Chúng ta công bố cách mấy đi chăng nữa, Chúa sẽ không làm cho chúng ta. Bởi Chúa hứa trong lời của Ngài, ta chỉ chính mạng sống ta thề. Khi Chúa nói câu này có nghĩa là gì?
Khi Chúa nói câu này có nghĩa là khi một người nào trong Hebrew là người nào muốn thầy đó phải mượn cái đấng cao hơn mình mà thầy. Và Chúa bao giờ không ai cao hơn Ngài, cho nên mỗi lần Ngài thầy, Ngài chỉ chính mạng sống Ngài thầy. Ngài thầy càng nào ta còn sống, ta đãi các ngươi tùy theo những gì ta nghe các ngươi nói. Nói tốt ăn tốt, nói xấu ăn xấu. Tự rủa xả mình, tự rủa xả chồng mình, tự rủa con cái mình thì ráng mà chịu. Hãy suy nghĩ nhìn vào ông chồng của mình có tệ cách mấy, hay là người chồng tuyệt vời. Tôi gặp một tín đồ tại Canada. Anh ta làm chứng là thế này. Anh ta công bố và nhưng mà anh ta là cái người mà không thích làm việc nhà, không thích chùa dọn nhà cửa chân. Bà vợ ông ta vừa đi làm mà vừa già làm nhà, làm nhà cửa nữa. Cho nên một ngày kia bà cầu nguyện với Chúa: nhân danh Chúa Giêsu, con công bố rằng chồng con kể từ hôm nay ông sẽ chùi toilet sạch nhất ở tại Toronto. Bà công bố một hồi một thời gian sau đó, quý vị biết chuyện gì xảy ra không? Bà lấy cái tay mà rờ phía sau toilet nó cũng không có bụi luôn nữa. Tôi tin nên tôi nói ra. Hỡi cái yếu nói tôi được mạnh. Đừng công bố mình tội nữa. Chỉ người tội mới nói mình tội thôi. Đến gặp bác sĩ nói là anh là ai? Anh bác sĩ nói tôi là bác sĩ. Gặp luật sư nói anh là ai? Tôi là luật sư. Gặp tín đồ nói ai? Tôi là tội nhân. Suốt ngày nói tội không à. Trong một câu luôn gọi chúng là thánh đồ. Amen. Hãy suy nghĩ chuyển đổi vị trí của mình hôm nay. Amen. Chúng ta thay đổi tấm lòng của mình, thay đổi sự suy nghĩ chúng ta, chúng ta sẽ trở về, chúng ta sẽ bứt phá. Bởi vì khi Chúa muốn làm điều gì chúng ta đó, Ngài sẽ thay đổi chúng ta trước khi mà Ngài đưa chúng ta đến nơi Ngài muốn chúng ta. Mặc dù Chúa hứa với dân Israel, Ngài thề với dân Israel rằng Ngài ban cho họ đất hứa, nhưng mà họ chết trong đồng vắng. Bởi vì sao? Cái miệng sự nổi loạn, à lâm bâm tham ăn nữa chứ quên nữa. Nhớ không? Họ đòi ăn chim túc đó, mới vừa vô trong miệng xong một hồi xong chết luôn. À quay người cái bên có tham ăn vậy. Nào, giờ nói những cái chuyện để chúng ta suy nghĩ, nhưng bây giờ nó bắt đầu nghiêm túc hơn à. Một người cha, chúng ta muốn có một sự sung túc cho gia đình của mình, chúng ta chịu khó, chúng ta làm việc nhiều để mà tạo dựng nên cái sản nghiệp cho gia đình của mình. Nhưng mà có lý do gì đó không cẩn thận, không để ý, phá sản. Khi phá sản, gia đình mình bị phá sản thì con cái không có gì. Mà thậm chí khi phá sản đó, gia đình mình tan nát. Quý vị để ý, nhiều người mà phá sản gia đình họ đổ vỡ không? Đúng rồi. À, cho nên có những người họ phá sản xong họ không còn gì để lại cho con cái, mà gia đình tan nát hết. Có người họ chịu khó họ làm việc, tới lúc nào đó họ để cái tài sản họ lại rất là nhiều, nhưng mà con họ, họ không dạy, cho nên tới phiên con của họ của cải mất hết. Có người bởi vì thích ăn chơi, sống đời sống vui chơi hưởng thụ, cho nên không có gì cả, và con cũng chẳng có gì. Những người cha mẹ thì ăn xin. Nhớ tôi nói đây, tôi không có phê bình một ai, tôi muốn đưa ra ví dụ thôi. Thì con cái cũng lớn lên cũng ăn xin. Chúng ta có một Đức Chúa Trời là cha của chúng ta. Ngài có một cơ nghiệp dành sẵn cho chúng ta. Ngài hứa với chúng ta là Ngài những điều gì mắt chưa thấy, tai chưa nghe, lòng chưa nghe đến, Đức Chúa Trời sẵn sàng cho những ai yêu kính Ngài. Ngài hứa với chúng ta cái sự cơ nghiệp của Ngài dành cho ta ngoài sự tưởng tượng của chúng ta. Thi Thiên 139 nói thế này. À, tư tưởng ta dành cho con thật quý báu thai. Các tư tưởng ấy vĩ đại thai. Nếu con đếm các tư tưởng ấy, nó nhiều hơn cát. Đức Chúa Trời và cha chúng ta, Ngài yêu chúng ta nhiều hơn bất cứ cha mẹ nào yêu con mình trên đất. Những cha mẹ yêu con mình trên đất, Ngài muốn dành những gì tốt nhất dành cho con cái mình,
thì Đức Chúa Trời không chỉ là Đức Chúa Trời còn muốn dành những điều tuyệt vời hơn, lớn hơn, vĩ đại hơn cho những ai là con cái của Ngài. Nhưng mà đáng tiếc là con cái của Ngài để không đi tìm kiếm nước Đức Chúa Trời mà tìm kiếm những gì của thế gian này. Cho nên chúng ta khởi sự đầu tiên, chúng ta khởi sự tìm kiếm Chúa. Chúa ban phước cho chúng ta. Tức là lúc nào đó chúng ta không còn tìm kiếm Chúa nữa mà chúng ta tìm kiếm thế gian. Cho nên phá sản tục linh, phá sản tục thể. Con cái chúng ta đi theo nó chẳng còn cơ nghiệp gì cả. Không có di sản tục linh gì dành cho con cái của mình. Và cũng có những người khi tin Chúa rồi, Chúa ban phước cho tài chánh tiền bạc rồi, chúng ta không dạy cho con cái mình làm sao để mà có cơ nghiệp thuộc linh, mà chúng ta đưa nó ra nước ngoài, nghĩ rằng khi nó ra nước ngoài nó sẽ thành công, nó sẽ học giỏi, nó sẽ đạt được những điều trong đời sống của nó. Nhưng mà cuối cùng khi nó trở về chẳng biết Chúa gì cả, phải không? Đây là điều mà đáng buồn cho chúng ta, là bởi vì chúng ta không dạy cho con cái mình tìm kiếm nước Đức Chúa Trời trước, mà chúng ta dạy nó làm sao thành công trong thế gian trước. Nếu chúng ta muốn hội thánh của Chúa đi một thời kỳ mới, chuyển qua một thời kỳ mới, chúng ta phải nhìn vào cái sự thật đang xảy ra cho chúng ta. Đây là nỗi đau buồn của những người cha mẹ, đây là nỗi đau buồn cho hội thánh, là bởi vì chúng ta dấy thanh niên lên một thời gian, bắt đầu nó yêu mến Chúa, nó phục vụ Chúa, chúng ta đẩy đến một nơi nào đó, thế gian ôm lấy con cái của chúng ta. Và khi nó làm ra tiền rồi đó, tiền nó cung phụng cho thế gian, nhưng mà chẳng bao giờ trở lại nhà của Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa dạy chúng ta là hãy dạy cho kẻ thật con đường nó phải theo, chứ không chỉ có thể theo, nhưng mà phải theo, hầu cho nó về già thì sao, nó không lìa khỏi đó. Cho nên một cái điều mà dễ làm chúng ta dễ dàng đi trượt mất, đó là gì? Chúng ta chú ý rằng cái phước hạnh thuộc thể là cái điều Chúa ban cho mình cách hiển nhiên, nhưng mà chúng ta quên đi cái chìa khóa để phước hạnh thuộc thể, đó là chìa khóa của thuộc linh. Tìm kiếm sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Hãy xem cuộc đời của David. Ông trả một cái giá rất là đắt. Cái giá ông trả mồ hôi, nước mắt cầu nguyện, đổ máu ra, chinh chiến. Và David là cái người chinh phục lại tất cả các vùng đất lãnh thổ mà Chúa hứa cho dân Israel, ông chiếm lại hết. Đến khi mà ông giao lại cho Solomon, thì nó thật sự nó cũng cương thịnh lắm. Nhưng mà tới một lúc Solomon bắt đầu tìm kiếm những gì của thế gian này. Tìm kiếm nơi cái con người, nhờ con người để mà cưới những vợ ngoại bang để mà bảo vệ vương quốc của ban toàn, không phải là Đức Chúa Trời. Dẫn đến một điều gì xảy ra, cuối cuộc đời của ông thành Jerusalem đầy dãy hình tượng. Sự hiện diện Chúa không còn ở đó nữa, mà sự hiện diện Chúa không còn ở đó nữa là sự bảo vệ của Chúa không còn ở đó nữa. Và dẫn đến một điều gì xảy ra, dẫn đến một lúc, đó là khi mà ông Solomon qua đời, con của ông là Roboam lên ngôi. Chỉ trong một thời gian ngắn, vài năm gì đó. 12 chi phái, còn lại chỉ có 2. Không có ông nội mình đã trả giá. Bây giờ đây, tất cả những điều gì đó, ngay cả cha mình xây dựng lên, bây giờ 12 chi phái, chỉ còn lại 2. Chưa hết. Một ngày kia kẻ thù Ai Cập tấn công. Khi quân Ai Cập tấn công và lấy hết tất cả những đồ dùng ở trong đền thờ, gồm có những cái khiên bằng vàng và những đồ mà trang sức bằng vàng, đem về Ai Cập. Chúng ta biết Roboam làm gì không? Vua Roboam là lấy đồng đánh bóng lên thay thế cho vàng đã bị lấy. Hội thánh của Chúa không có sự hiện diện của Chúa, chỉ thay thế vàng bằng đồng. Bóng gì đó, nhưng không phải là vàng thiệt. Ánh sáng, âm nhạc, tất cả gì mà chúng ta đang có đó, nó không thay thế được sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Hãy nhìn xem dân Israel đã biết bao lần họ kêu cầu với Chúa. Nhưng những lần đó thì chúng ta thấy rằng điều gì đã xảy ra.
họ tìm kiếm Chúa để giải quyết nan đề thôi. Chứ phải tìm kiếm Chúa bởi vì Ngài là Chúa của mình. Họ tìm kiếm bàn tay của Chúa chứ không tìm kiếm mặt của Ngài. Tìm kiếm phước hạnh của Chúa. Tìm kiếm Chúa để Ngài giải cứu mình, Chúa chữa lành cho con mình, cho mình. Để rồi sau đó họ tiếp tục sống đời sống, tìm kiếm những gì của thế gian này. Và nếu như quý vị muốn giữ sự hiện diện của Chúa, giống như điều một sư Jonathan giảng cho chúng ta buổi sáng này, giữ lấy, tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Amen. Nào, chúng đưa đi chúng ta thêm một chút xíu nữa. Mặc dù là sự hiện diện Chúa trên đời sống của chúng ta, mặc dù đây là những nguyên tắc chúng ta hiểu được, nhưng mà có một cái mức độ, có một cấp độ mà chúng ta cần phải hiểu. Trong Sáng Ký đoạn 21, Sáng Ký đoạn 21, nói như thế này. Sáng Ký đoạn 21 câu 3 trở đi, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng sau khi Sarah sanh Isaac xong, và đãi một bữa tiệc lúc mà Isaac dứt sữa. Khi mà Isaac dứt sữa xong thì Sarah nhìn thấy Ishmael đang đùa giỡn. Mà cái chữ này có nghĩa là đang chọc con của bà. Bà nói với Abraham hãy đuổi Ishmael và Ara rời khỏi gia này này, bởi vì nó không được hưởng gia tài của con trai tôi đâu. Nào, khi tôi lên máy bay, tôi trên đường đi đến đây, tôi cầu nguyện với Chúa, một trong sứ điệp mà Ngài muốn con giảng điều gì, muốn con chia sẻ điều gì, thì tự nhiên bắt đầu tư tưởng Chúa đến với tôi. Cái tư tưởng đó là gì? Gia tài con trai tôi đâu? Gia tài con trai tôi đâu? Sarah đã nhìn trước rằng nó một ngày nào đó Ishmael và Aga sẽ giành lấy cái gia tài của con của bà, cho nên bà nói mọi cách phải đuổi Aga và Ishmael rời khỏi căn nhà này. Cơ nghiệp thuộc linh của con cái vì ở đâu? Abraham buồn quá, bởi vì ông thương Ishmael nữa. Ông đến nói với Chúa và Chúa nói rằng hãy cho nó đi đi, bởi vì cái cơ nghiệp này dành cho đứa con trai của Abraham và Sarah, cho nên đuổi đi. Aga không được phần thưởng gì cả. Nhưng mà chúng ta coi tiếp nữa là Kinh Thánh cho biết là sau khi Sarah chết, Abraham tục nguyền và ông có một người vợ nữa. Và khi ông tục nguyền với Methuselah thì một chuyện xảy ra, đó là ông có thêm những đứa con. Vì khi ông có những đứa con, với đứa con này thì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng khi mà Abraham sắp sửa lìa đời, có một điều xảy ra ở trong Sáng Ký đoạn 25. Abraham đã cho tiền bạc cho những đứa con dòng thứ, nhưng mà cơ nghiệp thì chỉ có Isaac nhận thôi. Đứa con ruột mới nhận. Câu chuyện kế tiếp của chúng ta thấy khi Isaac có hai đứa con trai là Esau và Jacob. Esau khinh dễ quyền trưởng nam, nhưng mà Jacob hiểu được cái giá trị của quyền trưởng nam, giá trị mà cơ nghiệp cha mình để lại là gì. Esau chỉ lang thang đi săn thú, thích như cuộc sống giống như là hoang dã. Và Jacob đã giành lấy cái quyền trưởng nam rồi. Nhưng mà nói đến, mặc dù ông ta dùng mánh khóe làm, nhưng mà ông ta là người hiểu được cái giá trị mà cơ nghiệp là gì. Cho đến khi Isaac sắp sửa qua đời, ông muốn đặt tài sức dầu, đặt tài cho chuyển tải cái phước hạnh mà mình nhận từ cha của mình là Abraham lại cho đứa con trai trưởng của mình là Esau. Thì Rebecca mới đến nói với Jacob là con hãy đến và làm thức ăn cho cha con, mẹ làm thức ăn cho cha con đến để cha con chúc phước cho con. Jacob nói là không được đâu, con với anh con khác, anh con có lông mà con không có lông, vân vân. Chúng ta tóm tắt câu chuyện đi nhanh. Thì sau khi Jacob đến với cha mình, đem thức ăn của mẹ mình đến cho Isaac ăn và xin cha chúc phước cho con, Isaac thấy cái tiếng nói là của Jacob, mặc áo và lông tai thì cái mùi đó mùi của Esau, cho nên chúc phước. Nghe đây, khi Esau trở về nấu thức ăn bưng đến cho cha mình, ơ cha,
con đã săn xong rồi, con đã nấu ăn xong rồi, giờ xin cha chúc phước cho con. Isaac bàng hoàng luôn. Đứa nào đã nhận sự chúc phước rồi? Gia-cốp đã giành lấy cái phước này rồi. Gia-cốp em con đã giành lấy cái phước này của con rồi. Ê-sa nói, thưa cha, xin là chúc phước cho con nữa. Isaac nói, muộn rồi con. Em con đã nhận hết rồi. Chúng ta biết không, nếu chúng ta không thèm muốn cái phước hạnh thuộc linh đó, chúng không khao khát sự hiện diện của Chúa đó, chúng ta không khao khát tìm kiếm nước Đức Trời, sự công chính của Ngài đó, Ngài có thể kiếm được các thế chúng ta. Nếu trong hội thánh của chúng ta, mục vụ của chúng ta không còn khao khát tìm kiếm Chúa nữa đó, Ngài sẽ dấy lên người khác, giống như Ngài dấy David thế sau lơ. Vâng, chúng ta có thể được phước, nhưng mà cái thiên mệnh của chúng ta, cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta không có phần trong đó. Hãy hiểu được cái giá trị thuộc linh mà tôi sắp sửa, tôi đang cố gắng cậy ơn Chúa đây chia sẻ cho quý vị hôm nay. Khi Môi-se bận rộn quá, công việc nhiều quá, Chúa kêu Môi-se là con hãy kêu các trưởng lão đến đây, rồi khi nó đến đây ta sẽ lấy thần của ta ở trong con cho 70 trưởng lão, cho người trưởng lão này. Và những người trưởng lão này đến và Chúa lấy thần của Chúa, không phải của Chúa nha, mà thần Chúa ở trong Môi-se và đặt trong những người trưởng lão này, và 70 trưởng lão này nói tiên tri và cứ tiếp tục nói mãi. Giô-suê nói rằng, nói với Môi-se rằng còn hai người ở kia mà họ không vô trong liều trại, nhưng mà vẫn nói tiên tri. Chúng ta biết không, khi mà chức vụ của Môi-se ông sắp sửa qua đời đó, cái điều mà ngạc nhiên ở đây đó, 70 trưởng lão này không có ai hết. Hai người Giô-suê và Ca-lép, Hu-rơ không nói luôn. Giô-suê và Ca-lép. Ca-lép là người rất là mạnh dạn, ông tới 80 mấy tuổi ông còn chinh phục con núi. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết là khi mà 12 thám tử đi về đó, thì 10 người kia nói tiêu cực và nói chúng ta không chiếm được thành đó đâu, chúng ta giống như châu chấu cào cào, họ những người khổng lồ, còn thành quá to lớn. Nhưng mà Ca-lép là người đầu tiên đứng lên và nói rằng Chúa chắc chắn cho chúng ta cái điều này, nhưng mà Ca-lép không thuộc về Ca-lép. Nhưng mà một điều đặc biệt là khi mà Môi-se sắp sửa qua đời, chúng ta coi ở trong Phục Truyền đoạn thứ 3:14, chúng ta coi Kinh Thánh nói rất là đặc biệt thế này. Giô-suê con của Nun được đầy dẫy thần trí khôn ngoan bởi vì Môi-se có đặt tay trên ông. Tại sao Giô-suê được thừa hưởng cơ nghiệp mà trong khi tất cả dân Israel, những người lãnh đạo không được? Giô-suê là cái người đi theo thầy mình. Môi-se vào trong liều tạm, Giô-suê cũng vào đó. Môi-se đi ra ngoài rồi, rời khỏi sự hiện diện Chúa rồi, Giô-suê vẫn còn ngồi ở đó. Giô-suê là người chịu thầy mình khiển trách. Khi mà hai người trưởng lão bên ngoài kia nói tiên tri, còn Giô-suê thì nói rằng hai người đó không nói tiên tri, Môi-se la. Tôi hát cái canh tị với người đó sao? Thưa tất cả quý tôi con của Chúa, hãy nhớ rằng cơ nghiệp chỉ dành cho những ai là con thật. Con thật. Sự sức dầu từ trên đi xuống là con thật. Chúng ta ngồi câu chuyện kế tiếp. Eli và Elise. Chúng ta thấy khuôn mẫu này trong thánh từ cái câu chuyện này sang câu chuyện khác. Eli là một tiên tri lửa. Và ông đã thi hành một vụ mình với nhiều dấu kỳ phép lạ. Chúng có lúc ông bị trầm cảm và ông thất vọng và ông để lại đứa đầy tớ của mình, hay là cái học trò của mình, đứa con thuộc linh của mình lại.
Rồi ông đi tiếp. Cái cậu này vẫn ở đó, và từ đó về sau không nghe cậu ta nữa. Ông không cần tôi, thôi tôi kiếm ông khác. Không nghe tên ông này. Không nghe tên. Rồi sau đó chúng ta nghe đến là chuyện mà Elise, Chúa gọi ông chọn Elise, và Elise bỏ tất cả mọi sự. Ông có 12 cặp bò. Khi kêu gọi xong, ông bắt với con bò, giết hết. Lấy cái ách của con bò, đốt luôn, làm bữa thịt nướng. À, đãi tất cả mọi người, chào cha mẹ của mình, đi theo tiên tri Eli. Và điều tuyệt vời ở tại đây đó là Eli đến đâu, ông đi theo đến đó. Eli đuổi về, cũng không chịu về luôn. Còn chúng ta ngày hôm nay, một sự mới nặng chút xíu là goodbye my love. Mà chúng ta trong khi đó chúng ta còn chưa sức giàu cho con, chưa sức giàu cho con, chưa sức giàu cho con. Khi ông đi hết nơi này, đến nơi kia, đến nơi nọ, nghe thấy một con người khao khát, thèm muốn thuộc linh, nói gì? Eli hỏi vậy con muốn gì? Thế này theo hoài họ muốn gì? Nó có muốn thần của Ngài thầy ở trên con gặp đôi. Eli nói, cái chuyện này không được. Cái tại sao nó không được? Bởi vì chỉ Chúa mới cho thôi chứ Eli có gì mà cho. Mặc dù ông Eli có thể chuyển cho chăng nữa, nhưng mà Chúa là quyết định nhận được bao nhiêu. Và chúng ta biết điều gì xảy ra không? Khi mà qua sông Giô-đanh, trước khi qua sông Giô-đanh, Eli lấy cái áo mà áo tròn của mình, ông đập xuống nước, nước rẽ sông Giô-đanh rẽ ra, ông đi qua bên kia bờ. Và khi qua bên kia thì có một cái luồng gió thổi ào ào đến, và có xe ngựa lửa đến và cất Eli lên. Và Eli trước đó nói với là với Elise này, nhưng khi nào con thấy ta cất lên thì con mới nhận được. Và khi mà thấy Eli vừa được cất lên với xe ngựa lửa, Elise nói gì? Cha ơi, ông còn kêu là thầy nữa mà là cha. Và cái áo rớt xuống, ông xé cái áo mình, và áo của tiên tri Eli rớt xuống, ông mặc vào cái áo của tiên tri Eli vô. Ông mặc áo tiên tri Eli xong, ông tới sông Giô-đanh, ông khói áo ra, ông đập xuống nước cái bụp cái. Ông nói thần của Eli ở đâu? Nước rẽ ra cái bụp. Ông đi qua. Ông đi một chút xíu thì có một chuyện xảy ra thế này. Ông đi một chút xíu thì có một chuyện xảy ra, đó là những người mà tiên tri trong thời đó, trong đó chúng ta nhớ là thời đó thì có nhiều tiên tri lắm, và trong đó là Eli cũng có nhiều học trò lắm. Và khi mà thấy Elise, họ nhận ra biết rằng thần của Chúa đã ở trên Eli rồi, và họ sắp mình xuống chào Eli. Đọc nó đi. Chúng ta muốn Chúa phục hưng hội thánh của mình, chúng ta muốn Chúa phục hưng Việt Nam, vậy hỡi những Elise ở đâu? Hỡi Giô-sê ở đâu? Hỡi Isaac ở đâu? Hỡi Gia-cốp ở đâu? Hỡi những con người khao khát tìm kiếm cái sự sức giàu, những thèm muốn được thuộc linh đâu? Tìm thèm muốn gia tài thuộc linh đâu? Chúng ta nghĩ rằng chúng ta đi nhà thờ, chúng ta công bố vài câu chúng ta sẽ có. Quay người bên xin lỗi nha, chuyện này không có đâu. Chúng ta phải có cái giá để trả. Cái sự cứu rỗi miễn phí, nhưng những sự sức giàu, những cái phước hạnh thiêng liêng, nó cần phải tải xuống. Nó cần phải tìm kiếm Chúa, nước Đức Trời và sự công chính của Ngài. Cần ở trong sự hiện diện của Ngài. Nhiều người chúng ta nghĩ rằng chúng ta xin nơi này, xin nơi kia để họ giúp đỡ hội thánh mình, và trong khi đó chúng ta không tìm kiếm sự hiện diện của Chúa. Chúng ta tạo ra một thế hệ, chúng ta ăn mày, con cái chúng ta cũng ăn mày, trong khi Chúa đã có tất cả cơ nghiệp này dành sẵn cho chúng ta ở các nơi trên trời rồi. Chúng ta tìm kiếm chức vụ làm sao tôi ở chức này, chức kia, chức nọ. Tôi xin thưa với chúng ta rằng khi mà chúng ta ở trong sự hiện diện của Chúa, khi chúng ta tìm kiếm Chúa, chính Chúa là đấng dấy chúng ta lên, và khi Ngài dấy chúng ta lên, không ai hạ chúng ta xuống được. Tôi muốn chúng ta hiểu trong chiều kích thuộc linh thế này.
trong chiều kích thuộc linh ở các nơi cao ở trên trời đó. Mỗi người chúng ta, một mức độ trả giá chúng ta sẽ đạt được một lĩnh vực nào đó. Có sự khác biệt. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng khi mà vua Aram tìm cách tấn công dân Israel, và tiên tri Elise nhìn biết rằng vua Aram đang phục binh chỗ đó, và ông nói với vua Israel, và vua Israel đến điều tra và thấy rõ ràng phục binh chỗ đó, cho nên là không đi qua, quân đội không đi qua. Vua Aram mới thắc mắc hỏi rằng trong các ngươi có ai là do thám của vua Israel không? Ở đây không, tại bên Israel có ông đó là ông tiên tri đó, ông biết được cái chuyện vua nói trong giường ngủ. Ông tiên tri, ông vua Aram mới sai một đạo binh vây quanh thành Samri, chỉ bắt một người thôi. Bởi vì nếu mà giết được tiên tri Eli thì cả Israel sẽ nằm trong tay của ông. Chúng ta có biết không, nếu như chúng ta trả giá để mà đi theo Chúa, để trở thành người của Chúa rồi đó, một người có thể đem sự bảo vệ cho cả quốc gia không? Khi đạo huynh của vua Aram vây chung quanh thành Samri, sáng dậy sớm đầy tớ của Elise thức dậy và thấy đạo huynh vây chung quanh, nói thầy ơi mình chết rồi. Và Elise nói rằng bây giờ chết à, với phe chúng ta đông hơn phe chúng. Chứ chú mở mắt tên đầy tớ con để nhìn thấy. Và chú mở mắt tên đầy tớ của Elise, và Elise đã thấy gì? Nghe đây, thấy đạo binh xe ngựa lửa vây quanh tiên tri Elise ở trên núi. Hai thầy trò cách nhau có chiều đây thôi, cách nhau có mấy thước thôi. Trong chiều kích thuộc linh, một người thuộc về đất, một người thuộc về trời. Cái chiều kích của Elise nằm ở trên này nè, bất khả xâm phạm, đụng đến không được. Trong khi chúng ta tìm người này, tìm người kia nhờ giúp đỡ, bảo vệ mình. Nhưng nếu mà chúng ta đeo đuổi chiều kích thuộc linh chúng ta trên này đó, ai dám đụng chúng ta? Chúng ta tiêu kích trên này, chúng ta không nhờ ai để xin họ để giúp đỡ chúng ta cả. Bởi tất cả sự giàu có thiên đàng nó còn nhiều hơn những gì mà chúng ta xin. Đáng buồn là đến khi Elise qua đời, không có thế hệ nối tiếp. Người đầy ơn như vậy, nhưng mà không có thế hệ nối tiếp. Chúng ta biết ông Elise không cần gặp ông vua, ông quan Naaman nữa. Naaman đem rồi chở một cái con lạc đà với là đồ vật của này nọ đến để được chữa lành bệnh ông. Ông kêu đầy tớ của mình ra nói chuyện với ông đi, tắm xong 7 lần đi, không thèm gặp mặt đúng không? Nếu chúng ta là người của Đức Chúa Trời đó, có những khi chúng ta không thèm gặp ai đó. Họ muốn tìm chúng ta, mà nếu mà tìm với một cái động cơ gì đó mà muốn làm chúng ta như là một sư cho ta nói, không bao giờ gặp mặt lần thứ hai. Với cơ nghiệp chúng ta không thuộc về đất, mà cơ nghiệp chúng ta thuộc về trời. Thì Chúa mở mắt chúng ta để chúng ta thấy được cái tầm quan trọng này. Để trong những ngày kế tiếp chúng ta bắt đầu xây dựng điều gì? Chúng ta xây dựng dựa trên vương quốc của Chúa. Amen. Nào, vương quốc của Đức Chúa Trời không có ganh tị. Vương quốc của trời không có so sánh. Bởi chúng ta đều là con một cha. Phải không ạ? Nhớ không? Ganh tị chuyện gì xảy ra không? Sao-lơ khi mà ganh tị với David, chuyện gì xảy ra? Ác thần nhập vào ông. Khi mà ác thần nhập vào Sao-lơ rồi đó, những vì Sao-lơ làm đó, nó không còn sự dẫn dắt của Chúa mà dẫn dắt bởi ác thần. Ông không lo bảo vệ đất nước mà chỉ điều theo Sao-lơ, đuổi theo David để giết đó. Cho nên cẩn thận, cẩn thận. Khi mà chúng ta hiểu được vương quốc của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha sai Chúa Giêsu xuống, và Chúa Giêsu làm gì? Nhiệm vụ Ngài làm gì? Ngài dâng sự vinh hiển cho Cha Ngài. Người cha sai con làm điều gì thì con sẽ làm, nhưng mà tất cả gì mà đạt được là nhờ cha. Chúa Giêsu được sai xuống thế gian này và Ngài trở nên tôi tớ của loài người,
À, trên loài người, trên tôi tớ của loài người, Ngài rửa chân cho các môn đồ. Và Kinh Thánh nói rằng Chúa Giêsu tự hạ mình. Có hai cái khác biệt là Chúa hạ chúng ta với cái hai là tự hạ. Có những khi trong cuộc đời chúng ta để Chúa hạ chúng ta xuống, rồi lúc đó mới biết hạ mình. Nhưng mà Chúa Giêsu đã để chúng ta một cái tâm tình, một cái gương là tự hạ mình xuống, để rồi Đức Chúa Trời nâng Ngài lên. Amen. Đừng bao giờ để Chúa tự hạ. Tôi đã từng những lúc mà Chúa đừng để bao giờ để mà Chúa hạ mình. Bởi vì có những lúc mà ai chúng ta biết là Chúa hạ mình đau lắm không? Đúng không? Chúa hạ đau lắm. À, Chúa hạ đau lắm. Nhưng mà thà tự hạ mình để rồi Chúa nâng chúng ta lên đúng kỳ. Muốn được ơn của Chúa, hạ mình xuống. Người nhu mì sẽ hưởng được sản vật tốt của đất. Nhu mì. Chúng ta biết không, khi Isaac, mà sau khi Isaac được nhận lấy cái sự chúc phước của cha mình là Abraham rồi đó. Đoạn 25 rồi, 25 và đoạn 26 đó. Isaac ở giữa một cái xứ mà hạn hán. Và ông gieo trồng được gấp 100 lần hơn. Khi mà Chúa ở với chúng ta rồi đó, không cần Mỹ, Úc, bất cứ quốc gia nào, chúng ta ở ngay chỗ cái quê làm quê mà nhỏ bé nhất, Ngài cũng thể chúc phước chúng ta gấp trăm lần hơn. Khác vương quốc của Chúa, không cần biết ở quốc gia nào, bởi vì vương quốc của Chúa nằm ở đâu? Nằm ở trong chúng ta. Và Kinh Thánh là một bản dịch nữa, dịch hai nghĩa là ở trong chúng ta và chung quanh chúng ta. Khi chúng ta đến nơi nào đó, sự hiện diện của Chúa nơi đó, thì nơi đó phát đạt. Tôi qua Nico, qua bên Hòa Thánh Mục Sư Nico bển á, cái đầu tiên ông xây dựng cái tháp canh và cái tòa nhà mà hội trường không, lúc đó chung quanh không có ai đó. Không ai đó. Ông xây dựng sự hiện diện Chúa, thờ phượng Chúa. Một mấy năm sau, khu đó là một khu mắc tiền nhất. Tại sao sự hiện diện Chúa đến? Người ta chạy đến. Tao không hiểu tại sao, nhưng mà ta chạy đến. Và khi chạy đến thì nơi đó phát đạt. Nhìn thấy Hàn Quốc không? Tại sao? Sự hiện diện của Chúa, sự cầu nguyện. Cầu xin Chúa giúp chúng ta. Được mong, tôi muốn kết thúc ở tại đây. Tôi muốn chúng ta nhìn xem lại. Câu hỏi mà chúng ta sẽ hỏi đó là: gia tài còn tôi đâu? Cơ nghiệp còn tôi đâu? Quý vị đang hầu với Chúa, nhưng mà cơ nghiệp quý vị để lại cho con cái mình ở đâu? Đặt câu hỏi rằng tôi có làm cho nó phá sản không? Con tôi có đủ khả năng để nối tiếp những gì mà tôi để lại cho nó không? Hay con tôi sẽ bắt chước, nó sẽ giống như là vua Roboam, một hội thánh, một người tín đồ bình thường đi nhà thờ rất thường xuyên, nhưng mà nó không phải vàng mà chung quanh toàn áo đồng không à. Đừng nghĩ rằng mình đi nhà thờ sáng bóng 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 vậy đó à, nhưng chỉ đồng thôi à. Bởi vì sao? Mình mất Chúa rồi thì vàng cũng đi theo. Mất Chúa rồi vàng đi theo. Hãy đặt câu hỏi trong chức vụ của chúng ta. Chúa cho con những người con thuộc linh, nhưng bây giờ nó đâu rồi? Hay chúng ta là những người con thuộc linh, chúng ta hỏi rằng cha thuộc linh mình ở đâu? Và để cho cơn phục hưng cuối cùng được xảy ra, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời phải đem lòng cha trở về lòng con của mình, và con mình trở lại cùng cha. Nếu không, Ngài sẽ giáng cơn rủa xả trên đất. Nào quý vị là những người ở đây mà giải cứu nhiều, tôi muốn xin thưa với chúng ta một điều rất quan trọng đây. Những người con lớn lên trong nhà mà không có khuôn mẫu của người cha, cái người nam đó sẽ tìm một ai đó và chọn cho mình đây là khuôn mẫu để mình trở thành người đàn ông. Có thể bạn bè của mình, lối ăn chơi nhậu chẹt, đó chứng tỏ đàn ông, biết hút thuốc là đàn ông. Nam vô tủ như kỳ vô phong. Hay đàn ông phải là tứ đô tường. Những cái mà chúng ta định hình mình là người đàn ông, nó bị bè cong rồi, không giống Kinh Thánh.
ở tại Mỹ có một chuyện xảy ra, đó là thế này. Một ngày kia, một cái tù rất lớn ở tại Mỹ, nếu tôi không nhớ không lầm là Chicago. Cái tù này, họ phát cái thiệp cho lễ người mẹ cho tất cả những tù mà trong toàn nam không, nam không. Và khi họ phát cái tù này để những đứa con viết cái thơ chúc mừng lễ người mẹ cho mẹ của mình, thì họ khám phá rằng mấy cái thiệp đó không đủ. Cho nên nhiều người muốn là tôi muốn cái thiệp để tôi gửi cho mẹ tôi, không đủ. Cho nên tới một cái ngày lễ mà gọi lễ người cha, họ đặt rất là nhiều cái thiệp mà cho con trai, con của mình gửi cho người cha. Họ khám phá không có đứa nào lấy hết trơn. Hình bóng cha thiên thượng đã bị thế gian này méo mó. Hình ảnh cha thiên thượng này đã bị những người không tin Chúa méo mó không đã là một chuyện. Mà những cơ đốc nhân, những người ông trong hội thánh cũng làm cho méo mó luôn. Chưa đủ. Vào trong hội thánh có những người cha thuộc linh. Xin nhớ tôi nói điều này. Để chúng ta nhìn thấy chúng ta cần phải làm gì. Không có đem đến sự định tội cho quý vị. Nhưng đã có nhiều người hầu về Chúa không cho những đứa con thuộc linh mình thấy hình ảnh của người cha thuộc linh trên trời là gì. Họ thấy sự nóng giận, sự rủa xả, sự áp đặt, đạp xuống để đi lên. Cho nên con cái mình, những đứa con thuộc linh mình, nó cũng đạp mình xuống để nó đi lên. Phaolô nói thế này, trong câu thứ nhất đoạn 4, câu 15 đến câu 17. Dầu anh chị em có hàng vạn thầy kèm trẻ trong Chúa cứu thế, nhưng anh chị em không có nhiều cha. Có hàng vạn thầy, có người dạy dỗ mình, có người nhắc nhở mình, vân vân, tất cả điều này. À, nhưng không có nhiều cha. Rồi ông nói tiếp, tôi đã xin anh chị em trong Chúa cứu thế Giê-xu. Tôi xin anh chị em ra. Ông nhận biết mình là người cha, ông xin những người này ra. Thế thì tôi khuyên anh chị em hãy trở nên như tôi. Phaolô nói một điều tuyệt vời là thế này: tôi là người cha, xin anh em ra. Anh em hãy học bắt chước tôi giống như tôi bắt chước Đấng Christ. Hỡi những người cha mẹ thuộc linh, xin nghe đây. Bầy chiên của quý vị đang nhìn một khuôn mẫu để họ bắt chước đi theo. Quý vị có đạt mục tiêu của mình là trở nên giống Đấng Christ hay không? Quý vị có bày tỏ mình để họ nhìn vào mình, họ biết được Đức Chúa Trời của chúng ta là như thế nào không? Chúa Giê-xu nói là Ngài đến thế gian này để ta nhìn, ai nhìn Ngài, nhìn biết cái cha Ngài. Chúa Giê-xu đã bày tỏ một điều đó là gì? Ai thấy Chúa Giê-xu là thấy cha. Và Phaolô khi mà nhìn thấy Chúa Giê-xu Christ, Đấng Christ, ông trở nên giống như Ngài. Và ông kêu các tín đồ, các hội thánh là hãy trở nên giống như tôi, bởi vì tôi giống Ngài. Vì vậy tôi đã sai Timothy đến với anh chị em. Timothy là người con yêu dấu và trung tín của tôi ở trong Chúa. Người sẽ nhắc nhở anh chị em đường lối của tôi trong Chúa của Thế Giê-xu như tôi vẫn dạy tất cả các hội thánh khắp nơi. Chúa Giê-xu Ngài có một sứ điệp từ nơi cha của Ngài. Ngài nghe những gì của cha Ngài. Ngài nói sứ điệp của cha Ngài. Và tại đây Kinh Thánh cho chúng ta biết, Chúa Giê-xu cho chúng ta biết là hãy đi khắp thế gian giảng tin lành. Và Chúa dạy cái môn đồ này, những gì ta truyền cho người hãy truyền lại cho những người khác. Và cũng đây cũng một thể ấy, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Phaolô đi khắp nơi hồi ông giảng, và Timôthê cũng giảng cùng một sứ điệp giống ông. Hỡi những người phụ tá, hỡi nhân sự trong hội thánh, đừng giảng sứ điệp nghịch lại những người cha mẹ thuộc linh của mình. Trong nhà chỉ có một tiếng nói thôi. Và xin Chúa thương xót chúng ta, thương xót hội thánh của Chúa trong thời kỳ cuối cùng này. Chúa sắp sửa phục hưng, và tôi tin rằng Chúa phục hưng. Nhưng mà chúng ta hãy bỏ cái bình da cũ đi và hãy thay thế một bình da mới, để Chúa đổ rượu mới vào, và để rồi chúng ta sẽ trở thành những người hữu dụng cho nước Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta cùng cầu nguyện.
Cảm ơn Chúa. Hãy đến với Chúa giờ này và cầu nguyện. Hãy bắt đầu cầu nguyện, xin Chúa. Con muốn xây dựng cơ nghiệp thuộc linh. Con muốn để lại cơ nghiệp thuộc linh cho thế hệ mai sau. Ở những người con thuộc linh, hãy chờ đợi, chờ đợi cơ nghiệp mà cha của mình để lại cho mình. Ở đây nói đến người cha, không phải chỉ người cha không, mà nói người mẹ thuộc linh của mình. Nếu họ có làm điều gì làm chúng ta bị tổn thương, hãy tha thứ cho họ. Họ cũng chỉ là con người mà thôi. Ở những người cha mẹ thuộc linh, có những lúc chúng ta bỏ rơi con cái của mình, giống như Eli đã bỏ rơi tới đầy tớ của mình. Hãy cầu nguyện Chúa để chúng ta có cơ hội đến người đó, làm hòa với họ. Đừng để họ bị tiếp tục sự tổn thương bởi chúng ta. Hãy bắt đầu cầu nguyện, Chúa sẽ cam kết với Chúa. Chúa ơi, con hứa nguyện với Chúa, con sẽ có một đời sống gương mẫu để bài chiên của con bắt chước con giống như con bắt chước Ngài. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.